Trong video này chúng ta sẽ cùng khám phá 20 cách sử dụng với cụm từ set. Mỗi một cụm sẽ được Thủy trình bày một cách chậm rãi và rõ ràng. Thủy có mặt phiên âm, dịch nghĩa kèm với những ví dụ liên quan để giúp cho các anh chị có thể ghi nhớ nhanh cũng như là hiểu cách sử dụng và mình có thể ứng dụng nó vào những trường hợp thực tế. Hãy nghe đi nghe lại 2 lần mỗi ngày và hãy cố gắng đọc to thành tiếng để luyện phản xạ, phát âm cũng như là ghi nhớ cụm từ được nhanh hơn. Nếu như các anh chị thấy video này hay thì hãy giúp Thủy chia sẻ cái video này và đừng quên là hãy bình luận set. Thủy sẽ gửi các anh chị một cái file PDF mình tải về, mình in ra, mình học cho hiệu quả mọi người nhé. Còn bây giờ, let's go! Cụm từ đầu tiên, set up. Set up. Đọc nhanh, set up. Set up. Nghĩa đầu tiên là nghĩa thành lập. Thủy ví dụ ha, they set up a new company last year. Họ đã thành lập một cái công ty mới vào năm vừa rồi. They set up a new company last year. Họ đã thành lập công ty vào năm vừa rồi. Number two, nghĩa thứ hai là cài đặt. Ví dụ ha, can you help me set up the computer? Anh có thể giúp em cài đặt lại cái máy tính được không? Can you help me set up the computer? Anh có thể giúp em cài đặt lại cái máy tính này có được hay không? Number three, nghĩa thứ ba là sắp xếp hoặc là tổ chức một sự kiện hoặc là một cuộc họp. Thì ví dụ nha, they set up a meeting. Họ đã sắp xếp một cái cuộc họp to discuss the project details để mà có thể thảo luận những cái chi tiết về dự án. They set up a meeting to discuss the project details, chi tiết về dự án. Cụm từ thứ hai, set off, nghĩa đầu tiên là khởi hành. We set off for the trip. Chúng tôi đã khởi hành chuyến đi early in the morning, sớm vào buổi sáng. We set off for the trip early in the morning. Number two, nghĩa thứ hai đó là làm nổi bật. Thì ví dụ nhé, the blue shirt, cái áo sơ mi màu xanh, sets off his eyes. Nó sẽ làm nổi bật cái đôi mắt của anh ấy lên. The blue shirt, cái áo sơ mi màu xanh, sets off his eyes, làm nổi bật cặp mắt của anh ấy lên. Tiếp tục, mình có cụm từ set out. Set out, nó bắt đầu, có nghĩa là bắt đầu một cái cuộc hành trình. Thì ví dụ nhé, they set out on the journey to explore the mountains. Họ đã bắt đầu cái hành trình khám phá những cái ngọn núi. Nghĩa thứ hai là đặt mục tiêu. Ví dụ ha, she set out to learn a new language. Cô ấy đặt cái mục tiêu sẽ học một cái ngoại ngữ mới. She set out to learn a new language. Cụm tiếp theo, set in. Nghĩa đầu tiên là bắt đầu một cái giai đoạn. Thì ví dụ ha, winter has set in early this year. Mùa đông đã bắt đầu sớm vào năm nay. Nghĩa thứ hai là ổn định. Ví dụ ha, once the routine, một khi mà những cái thói quen sets in, nó đã ổn định, things will get easier, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Once the routine sets in, khi mà những thói quen nó được thiết lập, kiểu được ổn định, được thiết lập rồi đó, things will get easier, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Set aside. Nghĩa đầu tiên là để dành. Ví dụ ha, she sets aside some money each month. Cô ấy để dành một số tiền mỗi tháng for savings, để mà tiết kiệm. She sets aside some money each month for savings. Nghĩa thứ hai là bỏ qua. Ví dụ ha, let's set aside our differences. Hãy bỏ qua những cái sự khác biệt của chúng ta and work together. Và hãy làm việc cùng nhau. Let's set aside our differences and work together. Và hãy làm việc cùng nhau. Tiếp tục ha, mình có cụm set back. Set back, nghĩa đầu tiên là trì hoãn. Thì ví dụ, the project was set back by the unexpected rain. Cái kế hoạch, cái dự án đã bị hoãn lại do một cơn mưa đột xuất. The project was set back by the unexpected rain. Một cơn mưa không có lường trước được, ngoài dự đoán, unexpected rain. Nghĩa thứ hai là gây tốn kém, chi phí.
How much did that set you back? Cái đó tốn của bạn bao nhiêu tiền? Cụm tiếp theo, set apart. Set apart. Nghĩa đầu tiên là phân biệt. Thì ví dụ, her creativity sets her apart from the others. Cái sự sáng tạo của cô ấy làm cô ấy khác biệt, khác phân biệt rõ cô ấy với những người khác. Nghĩa thứ hai là dành riêng. Ví dụ ha, this room is set apart for guests. Cái phòng này chỉ được dành riêng, tức là được dành riêng cho những người khách. Set down. Set down. Nghĩa đầu tiên là ghi lại. Ví dụ, the rules were set down in writing. Các quy tắc nó sẽ được ghi lại, được viết lại bằng văn bản. Hoặc đặt xuống. Thí dụ, he set the box down on the table. Anh ấy đặt cái chiếc bàn, cái hộp xuống bàn. Set one's heart on. Quyết tâm, ví dụ ha, she set her heart on becoming a doctor. Cô ấy quyết tâm mãnh liệt ha, để mà trở thành bác sĩ. She sets her heart on becoming a doctor. Nghĩa thứ hai là ước ao. Thì ví dụ, he has set his heart on traveling the world. Anh ấy đã ước ao được đi khắp du lịch khắp thế giới. Set in motion. Khởi động. Ví dụ, the government set in motion a series of reforms. Chính phủ đã khởi động một loạt các cái cải cách. Hoặc là bắt đầu. Ví dụ, the plan was set in motion last year. Kế hoạch đã được bắt đầu từ năm ngoái. Set eyes on. Nghĩa đầu tiên là nhìn thấy. Ví dụ, I've never set eyes on such a beautiful place before. Tôi chưa có từng thấy cái nơi nào mà đẹp như vậy trước đây. Hoặc gặp mặt. He finally set eyes on his childhood friend after many years. Anh ấy cuối cùng đã gặp lại những cái người bạn thời thơ ấu của mình sau nhiều năm. After many years. Bây giờ các anh chị sẽ cùng với Thủy qua những cái đoạn hội thoại. Và cái đoạn đầu tiên đó là lên kế hoạch để mình đi du lịch. Cùng xem cụm từ set nào ở trong cái đoạn hội thoại này nhé. We should set up a meeting to plan our trip. Great idea. Let's set a date for next week. We should set up a meeting to plan our trip. Chúng ta nên sắp xếp một cuộc họp để mà bàn về cái chuyến đi của chúng ta. We should set up a meeting to plan our trip. To plan. Plan. Âm này là âm AE mọi người nha. A plan. Và trip là âm y ngắn. Mình có một cụm ha, plan our trip, có nghĩa là lên kế hoạch cho chuyến đi. Và mình học một cụm rất hay ha, set up a meeting, có nghĩa là sắp xếp một cái cuộc họp. We should set up a meeting to plan for our to plan our trip. Great idea. Ý tưởng này hay đó. Great idea. Great idea. Let's set a date for next week. Hãy ấn định một cái ngày cho tuần tới nhé. Let's set a date for next week. Hãy ấn định một ngày cho tuần tới nha. Bây giờ hãy cùng với Thủy nghe lại hai câu này mọi người nha. We should set up a meeting to plan our trip. Great idea. Let's set a date for next week. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua đoạn tiếp theo, khởi hành sớm. Cùng xem với Thủy ha. Let's set off early tomorrow to avoid traffic. Sounds good. I'll be ready by 6 a.m. Let's set off early tomorrow to avoid traffic. Hãy khởi hành sớm vào ngày mai để tránh kẹt xe nhé. Let's set off early tomorrow to avoid traffic. Let's set off early tomorrow to avoid traffic. Hãy khởi hành sớm vào ngày mai để tránh bị kẹt xe nhé. Sounds good. Nghe hay đó. Sounds good. Nghe tuyệt đó. I'll be ready by 6 a.m. Tôi sẽ sẵn sàng vào trước lúc 6 giờ sáng. I'll be ready by 6 a.m. Tôi sẽ sẵn sàng vào lúc 6 giờ sáng. I'll be ready by 6 a.m. Cùng với Thủy nghe lại hai câu này mọi người nhé. Let's set off early tomorrow to avoid traffic. Sounds good. I'll be ready by 6 a.m. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn hội thoại tiếp theo. Mùa đông đến. Cùng xem với Thủy ha. Winter has set in earlier than expected this year. Yes, it's already getting quite chilly. Winter, mùa đông, has set in earlier than expected this year. Đã đến sớm hơn dự kiến vào năm nay.
Winter has set in earlier than expected this year. Earlier than expected this year. Mùa đông đã bắt đầu sớm hơn dự kiến năm nay. Yes, it's already getting quite chilly. Thiệt, bây giờ trời bắt đầu khá lạnh rồi. Yes, it's getting quite khá là quite chilly. Nó đã bắt đầu khá lạnh rồi. Cùng với nghe với Thủy hai cái câu này lại mọi người nha. Winter has set in earlier than expected this year. Yes, it's already getting quite chilly. Bây giờ mình sẽ cùng qua đoạn tiếp theo, tiết kiệm tiền. Cùng nghe với Thủy ha. I try to set aside some money each month for savings. That's a smart habit to have. I try to set aside, cố gắng tiết kiệm ha, some money, một ít tiền, each month for savings, mỗi tháng để mà tiết kiệm. Each month for savings. I try to set aside some money each month for savings. That is a smart habit to leave. Thì là một cái thói quen tốt. That's a smart. Âm này là âm A dài mọi người nha. A smart habit. Đây là âm A ngắn. A-A-E ha. A-A habits. That's a smart habit to have. Thì là một cái thói quen thông minh. Nghe lại với Thủy, hai câu này mọi người nghe. I try to set aside some money each month for savings. That's a smart habit to have. Tiếp tục, đến một tình huống nữa đó là trì hoãn dự án. Cùng nghe thử nhé. The unexpected storm set back the construction project. Hopefully, they can catch up soon. The unexpected storm, một cơn bão ngoài dự kiến, set back the construction project, đã làm hoãn lại cái dự án xây dựng. The unexpected storm set back the construction project. Construction project, cái dự án xây dựng. Hopefully they can catch up soon. Hy vọng họ có thể bắt kịp được tiến độ sớm. Hopefully they can catch up soon. Hy vọng là họ có thể bắt kịp được tiến độ sớm. Cùng với Thủy, nghe và đọc to thành tiếng lại hai câu này mọi người nhé. The unexpected storm set back the construction project. Hopefully, they can catch up soon. Mọi người giúp Thủy là phải đọc to thành tiếng, tại vì khi mình đọc to thành tiếng theo, mình nói đuổi theo, thì nó sẽ giúp cho mình luyện cái phần phản xạ và mình sẽ gọi là gì ta, tăng cái khả năng lưu loát hơn rất nhiều. Cùng nghe và đọc lại nhé. The unexpected storm set back the construction project. Hopefully, they can catch up soon. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cùng nghe đoạn tiếp theo, đặt mục tiêu mới, cùng coi với Thủy ha. She has set her heart on studying abroad next year. That's a great ambition. I hope she succeeds. She, cô ấy, has set her heart on studying abroad next year. Đã quyết tâm đi du học vào năm tới. Study abroad. Abroad là đi du học. Và cô ấy đã lên quyết tâm ha. She has set her heart on studying abroad next year. On studying abroad next year. That's a great ambition. Wow, thiệt là một tham vọng lớn. That's a great ambition. I hope she succeeds. Tôi hy vọng là cô ấy thành công. That's a great ambition. Tham vọng, danh từ ambition. Ambition. I hope. Từ hope, hy vọng. Các anh chị để ý giùm Thủy, nó là âm O. Hope. Hope. I hope. She succeeds. Cô ấy thành công. Succeed. Âm Y dài ha. Succeeds. Succeeds. I hope she succeeds. Ok, cùng ôm với Thủy hai câu này lại mọi người nhé. She has set her heart on studying abroad next year. That's a great ambition. I hope she succeeds. Bây giờ hãy nghe và đọc thành tiếng theo mọi người ha. She has set her heart on studying abroad next year. That's a great ambition. I hope she succeeds. Tiếp tục, chúng ta sẽ qua đoạn hội thoại tiếp theo, khởi động dự án. Cùng xem với Thủy nha. The team set in motion the plan to launch the new product. I'm eager to see how it turns out. The team set in motion the plan. Nhóm đã bắt đầu lên cái kế hoạch thực hiện to launch the new product, để mà ra mắt cái sản phẩm mới. Ra mắt một sản phẩm mới, mình có nguyên một cụm luôn. Nó sẽ là launch the new product.
launched the new product, và team đã bắt đầu thực hiện. The team set in motion the plan to launch the new product. I'm eager to see how it turns out. Tôi rất là mong muốn, rất là háo hức. Eager, háo hức, to see, để mà xem thử how it turns out, cái cách và cái kết quả của nó như thế nào. I'm eager to see how it turns out. Tôi rất háo hức để xem được cái kết quả như thế nào. Cùng nghe với Thủy lại hai câu này mọi người nha. The team set in motion the plan to launch the new product. I'm eager to see how it turns out. Bây giờ mình sẽ cùng qua đoạn hội thoại tiếp theo, lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Cùng nghe với Thủy ha. We're planning to set out on a vacation next month. That's exciting. Where are you heading? We're planning to set out on a vacation next month. Chúng tôi dự định sẽ bắt đầu một cái kỳ nghỉ vào tháng tới. We're planning to set out on a vacation next month. That's exciting. Trời nghe thú vị quá ha. Where are you heading? Bạn định đi đâu vậy? Where are you heading? That's exciting. Where are you heading? Bạn định đi đâu vậy? Cùng nghe lại với Thủy hai câu này mọi người nhé. We're planning to set out on a vacation next month. That's exciting. Where are you heading? Bây giờ mình sẽ cùng coi với Thủy đoạn hội thoại tiếp theo, điều chỉnh lịch trình. Cùng nghe nhé. We need to set back our meeting by an hour. No problem, I'll adjust my schedule. We need to set back our meeting by an hour. Chúng ta cần phải lùi lại cuộc họp một tiếng. We need to set back our meeting by an hour. Chúng ta cần phải lùi cuộc họp lại một tiếng. No problem, không có gì. I'll adjust my schedule. Tôi sẽ điều chỉnh lại cái lịch trình của mình. No problem, I'll adjust. Tôi sẽ điều chỉnh. I'll adjust my schedule. Tôi sẽ điều chỉnh lại cái lịch của mình. Bây giờ cùng với Thủy nghe lại hai câu này nhé. We need to set back our meeting by an hour. No problem, I'll adjust my schedule. Bây giờ đến phiên các bạn đọc lại hai câu này nha. Đọc to thành tiếng nha. We need to set back our meeting by an hour. No problem, I'll adjust my schedule. Đoạn hội thoại tiếp theo, tổ chức buổi họp. Can you set up the conference room for the meeting? Sure, I'll take care of it. Can you set up the conference room for the meeting? Bạn có thể sắp xếp một cái phòng hội nghị cho cái buổi họp này được không? Can you set up the conference room for the meeting? Can you set up the conference room for the meeting? Bạn có thể sắp xếp một cái phòng hội nghị cho cái cuộc họp này được không? Sure, I'll take care of it. Được, tôi sẽ làm điều đó. Sure, I'll take care of it. I'll take care of it. Tôi sẽ sắp xếp, tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ làm cho việc đó cho. Tôi sẽ lo việc đó cho. Cùng với Thủy nghe lại hai câu này mọi người nhé. Can you set up the conference room for the meeting? Sure, I'll take care of it. Bây giờ mình sẽ cùng qua đoạn hội thoại tiếp theo, phân công nhiệm vụ. Cùng nghe với Thủy ha. Let's set up a list of tasks for everyone. Good plan. It'll keep things organized. Let's set up. Hãy lập ra a list, một cái danh sách of tasks for everyone. Hãy lập một danh sách nhiệm vụ cho mọi người. Let's set up a list of tasks for everyone. Let's set up a list of tasks for everyone. Hãy lập một danh sách nhiệm vụ cho từng người, cho mọi người. Good plan. À, kế hoạch hay đó. Good plan. Good plan. Kế hoạch hay đó. Good plan. Good plan. It'll keep things organized. Nó sẽ giữ cho mọi thứ được sắp xếp, được tổ chức. It'll. It will. Nó sẽ là it'll. It'll keep things organized. Được tổ chức, được sắp xếp. Organized. Organized. Cùng nghe lại với Thủy hai câu này mọi người nhé. Let's set up a list of tasks for everyone. Good plan. It'll keep things organized. Bây giờ mình sẽ cùng qua cái đoạn tiếp theo, ra mắt sản phẩm mới. Cùng nghe với Thủy ha. The company is set to launch a new product line. I'm excited to see how it performs in the market. The company is set to launch a new product line. Công ty thì đang chuẩn bị ra mắt cái dòng sản phẩm mới. Launch a new product line. Line, cái dòng sản phẩm mới. I'm excited to see how it performs in the market. Tôi rất là hào hứng.
I'm excited để xem cái cách mà nó vận hành ở trên thị trường. How it performs in the market. I'm excited to see how it performs in the market. How it performs in the market. Thì cách mà nó vận hành trên thị trường. Cùng với Thủy nghe lại hai câu này mọi người nhé. The company is set to launch a new product line. I'm excited to see how it performs in the market. Bây giờ mình sẽ cùng qua một cái đoạn cuối cùng, thời gian khởi hành. Cùng nghe với Thủy ha. What time do we set off tomorrow? Let's set off at 7 a.m. to beat the traffic. What time do we set off tomorrow? Mấy giờ chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai vậy? What time do we set off tomorrow? Mấy giờ chúng ta khởi hành vào ngày mai? Let's set off at 7 a.m. to beat the traffic. Hãy khởi hành vào lúc 7 giờ sáng để tránh kẹt xe. Let's set off at 7 a.m. to beat the traffic. Để mà tránh kẹt xe. To beat the traffic. Cùng với Thủy nghe lại hai câu này mọi người nhé. What time do we set off tomorrow? Let's set off at 7 a.m. to beat the traffic. Và nếu như mà các anh chị mình đang bế tắc vì mình không giỏi giao tiếp tiếng Anh, mình không có nghe tốt, mình cũng không nói tốt, mình nói mà người khác không có hiểu, hoặc là người khác nói mà mình cũng không hiểu, thì Thủy có một giải pháp dành tặng cho mình. Cái mục đích đó là Thủy muốn giúp các anh chị có thể làm chủ được nghe, nói tiếng Anh một cách nhanh chóng, mình tiết kiệm thời gian với một mức chi phí thấp nhất. Vì sao Thủy có thể giúp được các anh chị ? Thủy là sáng lập của trung tâm tiếng Anh Kids English, cũng là tác giả của bộ sách Boom English và là giảng viên của hơn 20 khóa học tiếng Anh online cho người đi làm, cho người làm kinh doanh, cho bố mẹ bỉm sữa hay là cho người Việt ở nước ngoài. Có hơn 30.000 học viên đã và đang theo học online tính đến thời điểm hiện tại. Và đây là một vài nhận xét của các anh chị học viên. Chị Chiến, học viên VIP Code, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Thủy và giáo viên Kids English đã hướng dẫn suốt thời gian qua. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng học mỗi ngày và cảm thấy hứng thú hơn là bao giờ hết. Việc luyện tập có lẽ là vất vả nhưng mà nó đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn vì đã động viên và giúp đỡ tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều học viên khác cũng đạt được thành công như tôi trong việc học tiếng Anh. Hay như là anh Ngọc, tôi đã tham gia nhiều khóa học trước đây nhưng mà không có một khóa nào mang lại cái cảm giác hài lòng như khóa VIP này. Hệ thống học online phù hợp với tôi vì công việc của tôi rất là bận rộn. Cô Thủy và các bạn hỗ trợ trợ giảng rất nhiệt tình. Mặc dù khóa này có chi phí cao nhưng đối với tôi nó xứng đáng để đầu tư. Đây là một giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành tặng cho các anh chị. Thứ nhất là mình sẽ học theo một lộ trình chi tiết rõ ràng thông qua cái hệ thống video đã được Thủy quay sẵn. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ có một giáo viên đồng hành cùng mình mỗi ngày luôn. Giáo viên sẽ hỗ trợ luyện nghe, luyện nói, thực hành và sửa lỗi phát âm cho bạn mỗi ngày. Và cứ cuối tuần thì cô lại gặp mình để mà có thể hỗ trợ ôn bài cho mình những gì mình đã học trong tuần vừa rồi, để đảm bảo thứ nhất là mình có người đồng hành, mình có động lực học. Cái thứ hai nữa là mình biết mình chưa đúng chỗ nào và cái cách nào để mình có thể cải thiện một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cái chương trình này nó mang tên là Listening and Speaking Coaching, huấn luyện viên nghe nói. Và đây là một chương trình mà nhất định các anh chị phải tham gia. Vì sao mình nên tham gia? Đã có hàng ngàn học viên đã tham gia chương trình này và họ tạo ra cái sự đột phá trong tiếng Anh trong một thời gian ngắn. Và họ làm được thì Thủy tin các anh chị hoàn toàn có thể làm được. Đây là một phản hồi của chị học viên. Khóa học của Thủy thực sự làm thay đổi cách phát âm và tư duy học tiếng Anh của mình. Trước đây, mình cảm thấy không có tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài do vốn từ vựng và phát âm kém. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học, tôi đã nhận thấy được sự tiến bộ rõ rệt, sự hỗ trợ và động viên từ cô Thủy và đội ngũ giúp tôi vượt qua được khó khăn đó. Tôi rất biết ơn và hy vọng những người khác cũng sẽ có trải qua những trải nghiệm tích cực như tôi đã có. Hay như là bạn Dung, tôi đã từng mất tự tin khi nói tiếng Anh với người nước ngoài vì phát âm mình không chuẩn. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học này, tôi đã nhận ra rằng phát âm mình hoàn toàn có thể cải thiện được nếu như mà mình có một phương pháp đúng đắn. Cảm ơn cô Thủy đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Tôi thật sự hài lòng hơn và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh. Và rất nhiều những học viên khác cũng đã cho Thủy những phản hồi vô cùng tích cực. Các anh chị có thể xem thêm những cái video ở đường link ở trong phần mô tả dưới cái video này. Đường link ở trong phần mô tả dưới video này các anh chị nha.
Chương trình này nó sẽ dành cho ai ạ? Đây là một chương trình coaching online 1-1, rất phù hợp với thứ nhất là những anh chị đang đi làm bận rộn, hoặc là những anh chị đang làm kinh doanh, hay bố mẹ bỉm sữa, hay là người Việt ở nước ngoài. Mình chỉ cần dành ra 15 phút mỗi ngày, mình học mọi lúc, mọi nơi, ôn đi ôn lại nhiều lần. Vô cùng tiện lợi, dễ dàng mà hiệu quả lại cực kỳ cao. Học phí bao nhiêu ạ? Với mức giá cực kỳ ưu đãi, chưa đến một ly trà sữa mỗi ngày mà sẽ được tham gia vào cái chương trình này. Mình sẽ được học online với một lộ trình chi tiết và rất là rõ ràng. Mình học qua video đã được Thủy quay sẵn và có một cái giáo viên vô cùng tận tâm, chuyên nghiệp, đồng hành và hỗ trợ với mình hàng ngày. Và cuối tuần thì mình sẽ tham gia những buổi hỗ trợ học viên và cô sẽ là cái người đồng hành ôn bài với mình để đảm bảo mình theo đúng được tiến độ. Và nếu mình có bất kỳ thắc mắc nào, mình cứ hỏi cô trực tiếp. Đây là một cái chương trình sẽ giúp cho bạn có thể giỏi tiếng Anh nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và chi phí thấp nhất. Đăng ký như thế nào ạ? Mình sẽ gọi điện hoặc là mình nhắn tin cho Thủy qua cái đường link Zalo nè, hoặc là Messenger, Thủy để ở phía bên dưới. À, dưới video này có một cái phần mô tả của video, Thủy để thông tin ở phần bên dưới để được tư vấn thêm, học hỏi hay là nhận những ưu đãi hấp dẫn ngay ngày hôm nay. Và đăng ký như thế nào ạ? Mình hãy quét cái mã ở trên màn hình này để được tư vấn thêm nè, mình học thêm, mình trải nghiệm và mình nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất ngay từ hôm nay nhé. Ta-da! Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Thủy. Đừng quên là hãy bấm vào nút ở giữa để subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ Thủy. Bấm vào nút bên trái hoặc bên phải để học các video liên quan. Nói chung là bấm vào đâu cũng được, miễn là học tiếp với Thủy là được. Bye.